Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ. Mình là Thư và trong video ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến với mọi người tổng hợp 5 loa bookshelf nghe nhạc Tết hay nhất, được khách hàng yêu thích và cũng có số lượng lượt mua nhiều nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại. Thì không để mọi người phải chờ lâu nữa, hãy cùng mình khám phá đó là 5 loa bookshelf nào nhé. Đầu tiên giới thiệu đến với mọi người một cặp loa đến từ thương hiệu Yamaha, đó chính là Yamaha NSB330. Thì đây là dòng loa bookshelf 2 đường tiếng với cộng bass reflect ở phía sau. Mức công suất thì đạt tầm 120W, thì loa chơi tốt trong không gian phòng từ 15 đến 20m². Điểm nổi bật của cặp loa này chính là màn loa tweeter vòng nhôm cùng còi dẫn sóng độc đáo, kiểm soát định hướng giúp cho âm thanh phát ra loa được chính xác vào vị trí của người nghe. Yamaha NSB330 là một trong những dòng loa chơi tốt các thể loại nhạc trữ tình, nhạc cổ điển và nhạc jazz. Với mức giá tầm trung vào khoảng 5,1 triệu thì bất cứ ai cũng có thể dễ dàng sở hữu cặp loa này để chơi Tết. Tiếp theo giới thiệu đến với mọi người một cặp loa nhỏ nhắn xinh xắn không kém đến từ thương hiệu Vox Audio của Mỹ. Đây là cặp loa Vox Audio Signature S15. Với thiết kế nhỏ nhắn và gọn gàng như thế này thì loa rất là dễ dàng đặt trên các kệ tủ cũng như là kệ sắt, cùng với tông màu nâu gỗ rất là sang trọng thì loa sẽ làm tôn lên vẻ đẹp tinh tế của không gian. Đặc điểm nổi bật của cặp loa này chính là màn loa tweeter vòng Terylin với độ phân giải cao, đáp ứng tần số cao rõ nét cùng cộng năng lượng pop độc quyền giúp cho âm trầm phát ra được mạnh mẽ và nội lực hơn, thể hiện tốt các thể loại nhạc như nhạc trữ tình, nhạc jazz, nhạc cổ điển. Thì loa chơi tốt trong không gian phòng từ 15 đến 20m². Với mức giá vào khoảng 5,9 triệu thì cặp loa này rất là phù hợp cho những người mới bắt đầu. Tuy nhiên đến với Thiên Vũ, các bạn có thể sở hữu cặp loa này với một mức giá ưu đãi tốt hơn rất là nhiều. Cặp loa thứ ba trong video ngày hôm nay mình giới thiệu đến với mọi người đó chính là Monitor Audio Brone 100. Thì cặp loa này là dòng loa đến từ châu Âu và nó cũng có một cái kích thước khá là nhỉnh hơn so với các cặp loa trước. Và đặc điểm nổi bật của cặp loa này chính là màn loa tweeter Seacam Gold Dome và sự kết hợp của chất liệu nhôm và ma nhê, bên ngoài phủ chất gốm, bên trong mạ vàng, tạo nên một kết cấu cứng nhưng nhẹ, làm cho loa đạt âm thanh ở tần số cao rất là rõ nét và tinh khiết như pha lê. Chất âm của Monitor Audio Brone 100 tinh tế, không phô trương, rất nhẹ nhàng và thanh thoát, từ chất giọng của ca sĩ cho đến phần nhạc cụ đều tắt bật một cách rất là trung thực và chi tiết. Với mức giá là khoảng 8,5 triệu, đây là một cặp loa bookshelf nghe nhạc hi-fi rất là phù hợp cho những gia đình có không gian hiện đại hoặc là cổ điển. Loa thể hiện tốt các dòng nhạc trữ tình, nhạc xuân, nhạc cổ điển. Vì thế mình chắc chắn với mọi người rằng đây là cặp loa sẽ làm khuấy động bầu không khí vui tươi trong dịp Tết này của mọi người đấy. Cặp loa thứ tư mà mình muốn giới thiệu đến với mọi người trong video ngày hôm nay đó chính là Clip The File. Thì cặp loa này có ưu điểm nổi bật và nhịn hơn so với các cặp loa khác, đó chính là loa được tích hợp sẵn mạch công suất âm ly ở bên trong với mức công suất là 160W. Thì loa thể hiện âm thanh tốt trong không gian phòng đến 25m². Và điểm mạnh của Clip chính là họng kèn Tractrix Horn cùng màng loa trep được làm từ titanium, giúp cho loa tái tạo âm thanh ở dải cao rất là bay bổng cùng dải trầm rất là mạnh mẽ và nội lực, thể hiện tốt các dòng nhạc có tiết tấu và âm hưởng nhanh. Thì đây cũng có thể là một cặp loa mà giới trẻ cũng rất là yêu thích vì nó chơi tốt các thể loại nhạc pop và cả các dòng nhạc trữ tình dành cho những người lớn tuổi. Với mức giá niêm yết của cặp loa này hiện tại đã rơi vào khoảng 20,5 triệu, nhỉnh hơn so với các dòng loa không có tích hợp sẵn âm ly. Nhưng đây là một đôi loa bookshelf rất đáng để bạn đầu tư cho dàn nghe nhạc Tết năm nay. Cuối cùng trong top 5 loa bookshelf được yêu thích nhất trong năm nay đó chính là Beega Classic 3.0, dòng loa cao cấp đến từ Thụy Sĩ. Với kiểu dáng rất là sang trọng và tinh tế như thế này, Beega Classic 3.0 chiếm được rất là nhiều cảm tình của người yêu âm thanh cũng như là được giới chuyên gia đánh giá rất là cao. Nổi tiếng với công nghệ chế tạo thùng loa đúc từ nhôm nguyên khối, nhưng hiếm ai biết được rằng những sản phẩm đầu tiên của Beega lại được làm từ chất liệu gỗ truyền thống. Beega Classic 3.0 ra đời như là để bày tỏ lòng biết ơn đối với các chuyên gia âm thanh Thụy Sĩ. Nhắc đến Beega thì mọi người đều biết hãng đi đầu với công nghệ chế tạo màn loa tweeter Ribbon cùng hệ thống loa mid đồng trục, tạo nên một chất âm rất là tinh tế
chi tiết và luôn làm mê mẩn những người nghe ngay từ những cái bản nhạc đầu tiên. Công suất của loa đạt đến 150W, phù hợp cho không gian phòng từ 25m2. Với mức giá 32.340.000 đồng thì Biega Classic 3.0 là một trong những dòng loa bút sao cao cấp và được rất là nhiều người dùng yêu thích, nhưng lại khá đắn đo và khá ngại về cái chi phí đầu tư. Tuy nhiên, đến với Thiên Vũ, các bạn sẽ được sở hữu với một cái mức giá ưu đãi tốt hơn, cũng như là có nhiều quà tặng hấp dẫn trong mùa Tết năm nay. Như vậy, mình vừa mới điểm qua những nét nổi bật của top 5 chiếc loa bút sao được yêu thích nhất cho đến thời điểm hiện tại. Nếu mà mọi người muốn tìm hiểu chi tiết về dòng loa nào thì có thể xem ở link trong phần mô tả mình để ở phía bên dưới, đã có những cái video review chi tiết của từng cặp loa cũng như là phần thu âm thanh thực tế. Hiện tại ở showroom Thiên Vũ đều có sẵn 5 cặp loa bút sao này. Mọi người có thể đến showroom tại địa chỉ 779 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5 để trải nghiệm âm thanh thực tế cũng như là tìm được cho mình một cặp loa bút sao yêu thích để chơi Tết năm nay. Nếu mọi người thấy video này hay thì hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Thiên Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video sau.